Xin chào các bạn, mình là Toàn, nhân viên kỹ thuật của công ty Hoa Lan Mai Huy. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một cái video hướng dẫn ghép cây ngọc điểm lên gỗ. Hồi cho cái video lần trước mình đã có hướng dẫn các bạn là trồng cây ngọc điểm vào trong chậu với vật liệu là than. Thì hôm nay mình sẽ hướng tới chủ đề là mình sẽ ghép gỗ. Đây, trên tay mình là một cây ngọc điểm của một người bạn vừa tặng. Các bạn có thấy phần trồng nhựa xung quanh đây, trồng nhựa vuông. Đó. Các bạn có thể dùng kéo mình cắt bỏ phần chậu này đi, vì khi mình ghép nhựa, ghép vào gỗ á, phần chậu nhựa này làm cái tác phẩm mình không có đẹp, mình nên cắt bỏ đi. Vì đây là cái chậu nhựa mỏng nên bị cắt ra cũng rất là dễ. Các bạn hãy nhẹ nhàng lấy cái phần đã cắt ra. Đây vỏ chậu. Và đây là cây của mình. Trong quá trình mà các bạn tách bỏ cái chậu nhựa này, nếu có gặp gãy một số rễ thì các bạn cũng đừng quá lo lắng, vì ngọc điểm là dòng rễ gió. Đó. Nên rễ của nó rất là khỏe. Nên nếu cần thiết bạn có thể cắt bỏ một số rễ. Đây là một cây ngọc điểm của mình ha. Rồi các bạn sẽ dùng tay mình tiến hành kiểm tra bộ rễ nó. Cái rễ nào khi mà các bạn bóp vào như thế này, thấy rễ nó xẹp và khô, tức là phần rễ nó đã chết, mình nên dùng kéo cắt bỏ. Cái việc cắt bỏ rễ cũ này cũng một phần kích thích cho cây lan là nó sẽ phát triển bộ rễ mới của nó. Vì nó tự hiểu rằng khi mà thiếu rễ nó sẽ không hút đủ nước để duy trì cái sự sống của nó, nên nó phải bắt buộc thích nghi là phát triển mọc những cái rễ mới. Đây là những cái rễ chết, rễ già, các bạn có thể thấy ha. Ok, đây là cây ngọc điểm này mình đã xử lý xong, tách chậu và loại bỏ rễ già, rễ chết. Rồi mình đặt xuống đây. Kế tiếp là mình sử dụng gỗ, tức là phần gỗ. Ở đây mình chọn một khúc gỗ to có lớp vỏ xù xì. Cái lớp vỏ này á, ngoài việc mà nhìn nó có cái tính nghệ thuật, cái thứ hai á, là nó có một cái lợi thế là khi bạn tưới nước, lớp vỏ này giúp giữ một hơi ẩm rất là tốt, thì ra cây nó sẽ phát triển tốt hơn trên khúc cây có độ ẩm tốt như thế này. Và cũng tương tự như lần trước khi mình sử dụng cái này, mình luôn sử dụng cái loại bencona để mình sát trùng, giúp cho cái vật liệu mình trồng nó sạch sẽ, không có chứa cái mầm bệnh gây ảnh hưởng tới cây. Gỗ thì thường á, ở đây mình sử dụng đó là gỗ vú sữa và gỗ nhãn, tại vì hai loại gỗ này á, có cái tuổi thọ rất là bền, khoảng 5 đến 6 năm, cũng như là cái sự mà chịu đựng nước được cao, nó không ẩm mốc, không mục. Mình sẽ chọn cái mặt ghép. Đây là cái mặt mình sẽ quyết định là mình ghép cây vào. Okay. Các bạn cứ tiến hành ghép, đưa cái cây vào ha, rồi xoay chở để cho nó phù hợp với cái chiều phát triển của bộ rễ thôi. Nên mình chọn chiều này. Đây, như các bạn thấy đó. Kế tiếp các bạn cắt một cái đoạn dây lõi đồng ha, chuyên dành để mình buộc lan. Đây, mình sẽ một tay này mình cố định một đầu dây, tay kia mình lòn quấn quanh khúc gỗ, quấn quanh cây. Thấy cách làm như vậy thì nó sẽ giúp cho cây cố định trên khúc gỗ trong thời gian đầu khi cây chưa bám rễ. Sau này khi mà rễ đã bám, cây đã ra rễ và bám chặt trên khúc gỗ rồi, chúng ta có thể tiến hành loại bỏ, cắt bỏ cái dây này, để lúc đó nhìn cây nó sẽ có mỹ quan đẹp hơn. Rồi, các bạn cắt đoạn một đoạn thừa ha. Người ta thấy cây ngọc điểm nó được cố định trên cái khung gỗ chúng ta.